Chào mọi người. Đang bữa nay có cái trò này hay ra. Cháu à ơi, cháu à. Trò chơi tàu lửa. Cho bà đi xem phim với bà không? Đi chơi với bà không? Đó, rồi đi ra đây. Chị hai con mới chơi trò gì xong á? Chị hai với anh Ben đâu? Đâu chị hai anh Ben đâu? Kìa kìa, đi kêu tới kêu chị hai với anh Ben đi xem phim. Xem phim ở đâu? Xem phim 7D hay lắm. Nhưng mà nó phải chơi game không? Không. Ai? Đâu chị hai anh Ben đâu đâu thấy. Thôi vậy đi ra ngoài ơi, đi. Mẹ đợi. Xe đua hả? Đi. Kìa Gia Hằng với anh Ben kìa. Bữa nay nó có trò chơi tàu lửa bắn súng nước cũng hay ghê. Hồi nãy con với mẹ cũng chơi. Ờ chơi cái đó. Đi có phim bóng đê đâu ta? Hình như đi dưới đây này, đi quẹo xuống. Ờ nó chết lắm. Vườn tình yêu.